Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 4, chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình xử lý môi trường và thăm hỏi động viên các hộ ngư dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường tại các xã ven biển. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm làm việc tại Quảng Trị. Gặp mặt những người tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 1972 và 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam động lực phát triển kinh tế của đất nước. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính là xác định các rào cản về cơ chế chính sách và giải pháp khắc phục nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nhất là cho doanh nghiệp, xử lý các kiến nghị giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực thi pháp luật của đội ngũ công chức như tình trạng nhũng nhiễu do bộ máy hoặc do công chức gây ra. Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây, kể từ ngày có luật doanh nghiệp, ở Việt Nam đã có 941.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập. Nhưng điều đáng nói là trong số các doanh nghiệp đang hoạt động ở thời điểm cuối năm 2015, 42% doanh nghiệp hoạt động còn lại, 58% doanh nghiệp thua lỗ hoặc hòa vốn. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhưng thực tiễn vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc. Tinh thần của Chính phủ là thực hiện đúng hiến pháp, đổi mới cách lãnh đạo. Chính phủ và các cơ quan bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của công dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Vì vậy, phải tháo gỡ mọi rào cản chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về tình hình hải sản chết bất thường trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm kiểm tra cùng đoàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình cá chết hàng loạt và những thiệt hại khó khăn của người dân vùng biển khu vực Quảng Trị thời gian qua. Theo đó, hiện tượng cá chết xảy ra tại các vùng biển Quảng Trị vào ngày 16 tháng 4 và theo số liệu thống kê thì ước khoảng 34 tấn cá chết. Số chủ hộ tàu thuyền bị ảnh hưởng là 2.290 chiếc. Ngoài ra còn làm thiệt hại cho nhiều hoạt động giao thương mua bán và phát triển du lịch. Trao đổi tại chuyến kiểm tra lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nắm bắt, phối hợp điều tra nguyên nhân của địa phương cũng như sự vào cuộc kịp thời của các sở ban ngành liên quan. Phó Thủ tướng cũng đã chia sẻ những khó khăn của người dân ven biển Quảng Trị, đồng thời khẳng định quyết tâm cao của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ lâu dài để người dân sớm quay lại lao động sản xuất. Trước đó vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình xử lý môi trường và thăm hỏi động viên các hộ ngư dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường tại các xã ven biển. Hiện tượng cá chết xảy ra tại các vùng biển Quảng Trị vào ngày 16 tháng 4 đến nay, theo số liệu thống kê thì ước khoảng 34,5 tấn cá chết, số chủ hộ tàu thuyền bị ảnh hưởng là 2.290 chiếc. Kéo theo thiệt hại lớn cho các hoạt động giao thương buôn bán và phát triển du lịch. Nắm bắt được những khó khăn của người dân khi hiện tượng cá chết xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã sớm có công văn chỉ đạo các sở ban ngành kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp điều tra nguyên nhân và phân tích mẫu nước để có hướng khắc phục tốt nhất. Đến thời điểm bây giờ thì qua kết quả phân tích thì tất cả các mẫu, đặc biệt là phân tích về các chỉ tiêu liên quan đến cái kim loại độc cũng như là các cái vi khuẩn gây bệnh trong nước thì chúng tôi đánh giá là cái chất lượng nước ven bờ của tỉnh Quảng Trị phục vụ tốt cho cái mục đích là du lịch cũng như là nuôi trồng thủy sản. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là liên quan đến cái nội dung tiếp theo thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã giao cho cái Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trường của tỉnh Quảng Trị là tổ chức theo cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh là trong 2 ngày thì quan trắc nước một lần và lấy mẫu một lần và một lần một ngày thì lấy hai lần
vào buổi sáng và buổi chiều để tiếp tục quan trắc trong thời gian là 8 ngày, từ ngày 28 cho đến ngày mùng 6 tháng mùng 28 tháng 4 cho đến ngày mùng 6 tháng 5. Và các cái mẫu này thì sẽ được phân tích và sẽ được công bố sau từng đợt có kết quả phân tích thì chúng tôi sẽ thông báo. Đoàn làm việc đã tới thăm các hộ gia đình ngư dân, lắng nghe những chia sẻ về khó khăn của họ sau khi cá chết hàng loạt, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt và kinh doanh hải sản biển và các hoạt động du lịch. Các đồng chí lãnh đạo đã chia sẻ, động viên và khẳng định quyết tâm sẽ sát cánh cùng người dân để họ vượt qua những khó khăn trước mắt. Đoàn đã tới thăm và tặng quà cho gia đình hai ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình anh Đặng Xuân Minh, xã Trung Giang, huyện Gio Linh và gia đình anh Lê Văn Sinh, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ gạo cho hộ gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường tại các xã ven biển. Theo đó, 300 tấn gạo được phân bổ cho các huyện để hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết bất thường tại các xã ven biển. Chiều nay, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh các quy hoạch ngành đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt trong đó, lĩnh vực bưu chính viễn thông Quảng Trị đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động quản lý báo chí, xuất bản đã đi vào nền nếp, giúp cho công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ở địa phương đạt được hiệu quả cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, mong muốn đồng chí Bộ trưởng nói riêng và Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ tích cực và chỉ đạo kịp thời để Quảng Trị tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại trong thời gian tới. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chúc mừng kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông, tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động báo chí, quản lý và khai thác tốt mạng công nghệ thông tin hiện có, ứng dụng xây dựng mạng lưới chính quyền điện tử của tỉnh và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp thông tin truyền thông đầu tư vào địa bàn để góp phần xây dựng ngành ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trước đó sáng ngày 29 tháng 4, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã viếng và dâng hương ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, khu di tích thành lập quân đoàn 2, di tích lịch sử chiến khu Ba Lòng. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, khu di tích thành lập quân đoàn 2, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong niềm xúc động, tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó của ba xã Hải Phúc, Ba Lòng, Triều Nguyên. Cũng trong chiều nay 29 tháng 4, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và đền tưởng niệm bến thả hoa tại sông Thạch Hãn. Sáng nay, Ban liên lạc những người tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt thân mật nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 2016 và 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các lão thành cách mạng, những người từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. Tại buổi gặp mặt, thế hệ những người từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường. Đây là dịp để những người tham gia kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Quảng Trị gặp gỡ, ôn lại ký ức một thời tuổi trẻ sôi nổi, cống hiến cho cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến những người từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị đã đóng góp công sức vào sự nghiệp giải phóng quê hương.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tình cảm trách nhiệm với quê hương, những người tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, chung sức chung lòng để xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển. Để Quảng Trị không chỉ anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà cả anh hùng trong dựng xây, kiến thiết thời kỳ đổi mới và hội nhập. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm để giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân kéo dài thời gian qua. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian qua, nhiều hộ dân ở huyện Đồng Hóa đã có đơn thư khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm xung quanh các vấn đề kinh doanh thua lỗ của công ty, vấn đề công ty đem vườn cây cà phê của người nhận khoản trắng cầm cổ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cam Lộ, và việc Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của công nhân 20% nhưng ghi không đúng trong sổ bảo hiểm xã hội. Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã giải trình, làm rõ những vấn đề mà người dân kiến nghị, đồng thời tham mưu một số giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi ích của người dân và công ty. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng tình với những vấn đề mà người dân quan tâm. Đối với vấn đề Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm đem vườn cây cà phê của người nhận khoản cầm cổ tại ngân hàng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho rằng cần xem xét lại các quy trình thủ tục cho vay, trên cơ sở đó yêu cầu cơ quan công an, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều tra làm rõ, nếu có sai thì sai ở mức độ nào, có dấu hiệu lừa đảo hay cố ý làm trái hay không, kiên quyết xử lý và có thông báo đến người dân. Đối với người dân, cần bình tĩnh và tin tưởng vào cách giải quyết của cả cấp chính quyền và lãnh đạo tỉnh, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, tránh khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong tổ chức lễ động thổ xây dựng trường tiểu học Triều Tài. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông, ông Hồng Tiểu Dũng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Trường tiểu học Triều Tài, huyện Triệu Phong nằm ở trong vùng thường xuyên bị lũ lụt, nhưng do nhiều nguyên nhân, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các em phải học trong những căn phòng chật chội. Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã viện trợ không hoàn lại 5 tỷ đồng để xây dựng mới ngôi trường. Công trình gồm 2 tầng với 6 phòng học và một số hạng mục phụ trợ khác. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông nhấn mạnh, đây là công trình không chỉ phục vụ cho nhu cầu dạy và học của trường tiểu học Triều Tài, mà còn là nơi trú tránh của người dân trong mùa bão lụt. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Triệu Phong và các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý, giám sát nguồn vốn, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công đạt yêu cầu về chất lượng và phấn đấu đưa vào sử dụng vào năm học mới 2016-2017. Sáng nay, Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị trực báo bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và khu phố trưởng quý 1 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1, tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, giá trị thương mại dịch vụ tăng cao, sản xuất công nghiệp từng bước đi vào hoạt động ổn định. Công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị, tài nguyên môi trường đã được các phòng ban đoàn thể và các phường quan tâm chỉ đạo sâu sát, nên hiệu quả đem lại cao qua từng công việc cụ thể. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà chỉ đạo thành phố cần tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách đảm bảo đúng theo kế hoạch, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm quy hoạch và quản lý quy hoạch gắn với văn minh đô thị. Trong những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 41 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2016. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà nhìn lại ý nghĩa của sự kiện lịch sử này, từ đó đặt nhiều quyết tâm đóng góp sức mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong những dịp như thế này, bản thân tôi cảm thấy rất tự hào về truyền thống của dân tộc. Và đối với một cán bộ y tế, làm y tế như chúng tôi, thì trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân rất là quan trọng, đặc biệt là vấn đề y đức. Bên cạnh việc nâng cao vấn đề về chuyên môn, thì y đức cũng là một vấn đề rất quan trọng để nhằm luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Là một người đoàn viên thanh niên của thời đại mới, gắn với nhiệm vụ của một người cán bộ đoàn cơ sở,
bản thân luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và của tổ chức đoàn trong cuộc xây dựng đất nước quê hương. Bản thân luôn cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó là chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống. Bên cạnh đó thì tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai phong trào lớn của đoàn là xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Mùa dịp 30 tháng 4 về thì trước cơ hoa rực rỡ về những ngày kỷ niệm thì bản thân khơi dậy trong lòng tôi về cái lòng tự hào dân tộc, về cái chiến, về ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và từ cái lòng tự hào đó thì tôi cảm thấy rằng mình phải cần có phải những việc làm hành động, những cái việc làm mà cụ thể để mà thúc đẩy thì cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thúc đẩy phong trào đoàn cũng như thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh phát triển đi lên. Trong đó là tập trẻ tập trung vào là các vấn đề chính. Thứ nhất đó là tham gia xung kích tham gia cải cách hành chính đúng với cái nội dung mà ban thường vụ tỉnh ủy cũng như là toàn tỉnh đang là tập trung chỉ đạo. Thứ hai đó là xây dựng những cái kế hoạch cụ thể cho việc tham gia xây dựng cùng với tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại trong đó tập trung vào các xã điểm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, du lịch tâm linh không chỉ đơn thuần là hoạt động hành hương tín ngưỡng thuần túy mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với tiềm năng sẵn có cùng với việc tập trung đầu tư phát triển, huyện Hướng Hóa đã và đang khai thác quảng bá trong trải loại hình du lịch độc đáo này. Hơn 10 lần dẫn đoàn du lịch tham quan di tích sân bay Tà Cơn tại thị trấn Khe Sen, huyện Hướng Hóa, anh Tà Xuân Cường, trung tâm lữ hành Hà Nội đã hiểu khá rõ về di tích lịch sử độc đáo và ý nghĩa này. Cùng với sự tiếp đón chú đáo, tận tình của ban quản lý khu di tích, hệ thống bảo tàng hiện vật đa dạng tái hiện được lịch sử hào hùng và sự khốc liệt của chiến tranh cũng là điểm thu hút du khách. Với cái khu di tích này thì là cũng rất là mừng, bởi vì là cái quy hoạch rất là đầy đủ, có bảo tàng trong và bảo tàng ngoài, cho nên là tôi cũng rất là dễ để có thể nói với du khách về cái trận chiến Khe Sanh nói riêng và cái tổng thể chiến tranh Việt Nam nói chung. Tôi cũng mong muốn là chính quyền có thể là tạo nhiều những cái khu di tích như cái khu di tích này. Nằm trong hệ thống di tích lịch sử của huyện Hướng Hóa, khu văn hóa tâm linh hình thành từ quá trình mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ. Mỗi năm nơi đây đón tiếp gần 6.000 lượt khách đến thăm viếng. Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư thêm một số hạng mục công trình, chỉnh trang khuôn viên, tạo nên một tổng thể hài hòa, trang trọng. Trong dịp lễ 30 tháng 4 này, công tác chuẩn bị đã được Ban Quản lý Khu Du lịch Tâm Linh huy động nhân công hoàn thiện, sẵn sàng cho cao điểm đón khách. Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị rất là chú đáo, tận tình để mà đón tiếp các cái đoàn khách trong và ngoài nước, cũng như là các đoàn cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, cũng như là tìm hiểu cái mảnh đất anh hùng lịch sử này. Qua đó chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ phục vụ rất là tận tình, hết mình để mà hy vọng là những đoàn khách sẽ tiếp tục đến với cái địa danh này. Cùng với hệ thống di tích lịch sử nổi tiếng như đường chính, nhà tù Lao Bảo, sân bay Tà Cơn, cử điểm làng Vây, khu văn hóa tâm linh, huyện Hướng Hóa còn được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, tạo nên bức tranh hài hòa, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Với tiềm năng lợi thế về du lịch hoài niệm, du lịch tâm linh, huyện Hướng Hóa đang nỗ lực khai thác, đón đầu xu hướng để tạo dựng và quảng bá hình ảnh du lịch mang đậm nền văn hóa và lịch sử của một vùng đất anh hùng. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa và mang tính giáo dục cao, thu hút đông đảo du khách gần xa tìm đến tham quan. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.